Trang và nhà công Sáu Thanh mến chào quý khán thính giả đến với game show Tài Tử Miệt Vườn của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h30 phút đến 21h30 phút các tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 89.6 MHz, website hậugiangtv.vn, và quý khán thính giả cũng có thể dễ dàng theo dõi chương trình qua app HGTV. Chương trình cũng đang được live stream trên các hạ tần số của đài và số điện thoại để quý khán thính giả tham gia cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý khán giả ngay đây. Và các khán thính giả thân mến, chương trình Tài Tử Miệt Vườn là nơi kết nối những giọng ca yêu thích đơn ca tài tử và sẽ thể hiện khả năng ca hát của mình bằng một câu giọng cổ, và ban thẩm định của chương trình sẽ lựa chọn dựa trên tiêu chí là một màn có cảm xúc, cảm âm tốt và chắc nhịp. Hãy kết nối cùng với chương trình ngay bây giờ quý khán thính giả nha. Số điện thoại là 0293 246 1008 và 0293 246 1009. Vâng, xin chào các khán giả đang tương tác trên hạ tần số của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong thời điểm này thì chúng ta nên chia sẻ live stream để cho các khán thính giả gần xa, những người bạn của mình có thể biết đến, và cũng như là chia sẻ những cảm xúc cho người chiến thắng. Bây giờ thì Cẩm Nguyên sẽ cập nhật danh sách những thính giả tham gia chương trình ở số vừa rồi. Chị Hoa Tím đến từ Hậu Giang với bài Khóm Ngọt. Chú Nguyễn Văn Là, Long An với Áo Bà Ba Kỷ Niệm Ngày Thu. Cô Châu Thị Dự, Vĩnh Long với Biên Giới Về Khuya. Cô Úc Mỹ ở Bình Dương với Tống Biệt Hành. Anh Trần Trường Giang, Hậu Giang với Tình Sử Châu Long. Thính giả Nguyễn Thị Mai ở Thành phố Hồ Chí Minh với bài thơ Du Quy. Tướng cướp Bạch Hải Đường là phần thể hiện của thính giả Nguyễn Thảo đến từ Vĩnh Long. Thính giả Trương Hồng Thắm, Thành phố Hồ Chí Minh với Chút Tình Dạ Cổ Hoài Lan. Cô Tuyết Đoàn ở Thụy Điển với Buồn Cau Quê Ngoại. Sân ga chỉ có một người là phần thể hiện của thính giả Lê Văn Tùng đến từ Long An. Phần thể hiện của một thính giả Võ Minh Quân đến từ Bình Dương với bài Tình Nước. Và Phi Thanh Tùng, Long An với Chùa Hương. Và thính giả Ngô Thanh Thái ở Vĩnh Long với Sự Tích Cây Quyên Ương. Và người chiến thắng ở số vừa rồi, Cẩm Nguyên cùng với chú nhà công Sáu Thanh xin được chúc mừng chị Hoa Tím, chị Thu Trinh đến từ Hậu Giang. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối để nghe chị chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình. Và xin chào chị ạ. Chị vẫn chào Cẩm Nguyên, chào chú Sáu cùng tất cả anh chị em bạn bè trên thân thay. Chào cả ekip của chương trình đó, chương trình đã kết nối máy cho chị. Bất ngờ dữ lắm không chị ơi? Bất ngờ, nãy giờ nói thiệt với em là chị bữa nay chị đi đám thì chị hơi mệt, cái chị nghỉ đám luôn, buổi chiều chị dọn vô chị đo tập hát, nãy giờ đang tập hát cái chú Nhung gọi lại báo. Tại vì ở số vừa rồi á, tại sao mà chị Thu Trinh bất ngờ, Cẩm Nguyên cũng hiểu á. Ở số vừa rồi thì chị kết hợp cùng với anh Bình đúng không ạ? Đúng rồi. Và tham gia ở phần thi của mình là kết hợp với người chiến thắng ở số trước hỗ trợ chị trong cái số vừa rồi. Chị hiện tại tập là hát là mình đó, chị tập cái bài đó chị hát thôi, chị cố tình tập bài đó hát thôi, chị chưa nghĩ là bài đó chị sẽ thi. Nhưng mà nãy giờ chị tập bài hát là chị tập bài hát để dự phòng là mình là người chiến thắng hay là mình chỉ tập bài hát vui thôi? Không, tập bài hát vui thôi, chứ không nghĩ là chiến thắng. Không nghĩ chiến thắng đâu. Tại vì thường thường rảnh là chị hay tập hát chị đó mà. Dạ, hồi nãy chị tập bài gì đó chị? Hồi nãy tập thì cũng dẫn tiếp cái bài Khóm Ngọt đó, nhưng mà dẫn tiếp còn câu mấy hai câu sau, câu cuối đến tập cho nó trọn bài á. Dạ, học chưa hết bài hen. Alo. Thôi, phải giờ phải học cái câu cuối. Dạ, bây giờ thì chị sẽ gửi tặng các khán thính giả gần xa là một câu giọng cổ hay là một bài bản nào đây để có thể là câu, là món quà. Một câu Một Trong Đêm Khuya Trong Chồng đi Cẩm Nguyên ơi, nói chú Sáu mà dạo đàn chị nói lối vô. Dạ, rồi, xin mời chị. Lẽ từng đêm thương lạnh, gió đông về hiu hắt tẹt rèm thương, đất trời kia còn đổi tiết tay mùa
tình tôi vẫn dáng niềm chung thôi. Hỏi gió gió đưa hỏi sao sao rùng, hỏi dần trắng thì chẳng khuya ngã bóng từ lâu rồi. Mơ mịt xa xăm tiếng giạc lần lên trời, tôi thao thức ngồi bên sông cửa, mắt lặng nhìn mây trắng ngập ngừng thôi. Dưới sương mờ khắp con bóng người đi, tôi ngờ rằng anh đã cất bước quay về. Rồi nâng rèm nhìn ra khỏi bao la, chỉ thấy ngoài xa lạnh lùng tơ liễu ru. Thì Cẩm Nguyên ơi, sao bữa nay chị nghe tiếng đàn không rõ? Dạ. Hôm nay thì nghe tiếng tín hiệu của chị cũng không được rõ lắm, nhưng mà nghe cái phần kết hợp với đàn với lại ca thì có sự hòa quyện với nhau, mà tín hiệu rõ thì đúng là không rõ thật. Cảm ơn chị rất là nhiều và xin được chúc mừng chị một lần nữa đã chiến thắng ở chương trình số vừa rồi, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị ở chung kết tháng 4 của khán thính giả nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với những giọng ca của tài tử miệt vườn tối đêm nay. Sẽ là ai đây ? Cẩm Nguyên cùng với chú Nhật Công Sáu Thanh xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên ? Dạ alo. Alo, mình là Trương Thanh Nhã đến từ Tiền Giang nè, mình đến với tài tử miệt vườn á. Thanh Nhã chào MC Cẩm Nguyên và anh Nhật Công Sáu Thanh á. Thanh Nhã sẽ hát câu 4 lửa tình đã tắt. Dạ. Dạ. Dạ xin mời anh ạ. Ngọc, Ngọc ơi, nói về em anh chưa bao giờ nói dối. Những lời anh vừa thốt ra đâu phải ở bờ môi mà em cho là anh giả dối trong. Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của anh Trương Thanh Nhã và xin được cảm ơn anh kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối tiếp tục với các thính giả qua số tổng đài của chương trình. Còn bây giờ thì trước khi kết nối với vị thính giả tiếp theo, cũng xin gửi lời chào đến chú Hà Thanh Quy, xin gửi lời chào đến chị Nguyễn Thị Thuyền, anh Bình Võ, khán giả Võ Hảo, bé Nguyễn Gia Nghi, khán giả Nguyễn Văn Sự. Dạ, xin gửi lời chào đến khán giả Nguyễn Thảo. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều đang tương tác trên các hạ tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Mong rằng là nhận nhiều được nhiều sự tương tác của các khán giả cũng như là sự đăng ký của tất cả mọi người tham gia vào chương trình. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với vị thính giả tiếp theo. Cảm ơn cùng với chú Nhạc Công Sáu Thanh. Xin chào anh Trường Giang ? Dạ. Xin chào Cẩm Nguyên, chào anh Sáu Thanh. Dạ. Anh Giang hôm nay sẽ lựa chọn một câu vọng cổ gì để tham gia đây ? Một câu năm trong bài Mẹ Anh Hùng mà Cẩm Nguyên. Câu mà hát hoài, hát mãi.
mà lúc này sức khỏe nó bị yếu ha. Nhưng mà quyết tâm vẫn cứ có thời gian rảnh là mình cứ vô chương trình này. Dạ, cảm ơn, rất là mừng khi mà anh chia sẻ như vậy. Tại vì có những lúc mà nhiều tín giả anh, khi mà gặp trường hợp là sao mà tham gia hoài không vô được thì cũng có người cảm thấy sự nhàm chán. Nhưng mà mong rằng với tình yêu đàn ca tài tử cũng như là anh không có nhàm chán, tại mình thích, một là thích cái đài của mình, đài Hậu Giang, hai là mình có cái máu á, dù không có sức khỏe vẫn giao lưu, nhưng mà vậy cũng như mình tiếc á, là tiếc mấy cái buổi mà mình mấy cái số mà mình giao lưu á thì những anh chị em hát hay không ạ. Dạ. Mấy cái lúc mà anh nghe cái mấy cái bữa mà hơi bất ổn chút, anh không giao lưu á thì nếu hơi mà bất ổn theo anh nghĩ đúng rồi tại vì cái đó thôi, cái chuyện dạ đúng rồi, thật mình ra vui là thôi, mình vui thôi khi đó. Tham gia và mình tham gia gọi là tham gia thi một cái chương trình nào đó thì nó có một cái yếu tố, tại vì đã nói là cuộc chơi rồi nó sẽ có yếu tố hên xui. Dạ. Có những đêm mà anh biết không, thật ra là như Cẩm Nguyên với chú Sáu Thanh ngồi này nè, có những đêm mà 5-7 người mà giọng ca ngang ngửa nhau không mà không biết sao mà chọn. Đúng rồi. Rồi ban thẩm định phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể chọn ra được. Dạ. Và có những hôm thì sao mà cứ nghe đều như nhau, không có một cái yếu tố gì đó nổi bật hết. Ban thẩm định chương trình thì cũng nói là không biết sẽ chọn ai. Đúng rồi, thôi bây giờ mình hát ha Cẩm Nguyên. Dạ rồi, sau cái chia sẻ của anh Giang thì chúng ta sẽ thưởng thức phần thể hiện của anh với một câu giọng cổ trong bài Mẹ Anh Hùng, mà xin mời quý thính giả theo dõi. Anh Sáu cho em hát dây kép câu 5 nha anh Sáu. Dạ. Nay mẹ ngồi đó với tấm bằng cao quý, tay mân mê chữ mẹ anh hùng, cả một đời son sắt thủy chung, cùng dân tộc góp phần cứu nước. Ơi tóc trắng mẹ tôi hay trắng niềm mong ước, những lúc canh khuya một mình trăn trở ký ức thời gian đâu về phai mờ. Mẹ ơi mẹ vẫn thương chờ, lặng lẽ khói hương mẹ một mình khăn giấy, giọt nước mắt bây giờ làm ấm lại chút tình riêng. Đất nước thanh bình những chưa hẳn đã lặng im, mẹ thương những đứa con vẫn ngày đêm âm thầm chiến đấu, bằng cả trái tim với tấm lòng yêu quý mẹ đã truyền lại cho chúng con đạo lý làm người. Xin chúc mừng phần thể hiện của anh Trường Giang, và với một bài ca Cẩm Nguyên nghĩ là anh đã tâm huyết lắm với những cái bài ca của mình, và thời điểm mà trong tháng 4 này nè, với bài ca như thế này rất là ý nghĩa. Xin được cảm ơn anh kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe vị thính giả Võ Hảo đến từ Sóc Trăng thể hiện bài ca mà mình đăng ký. Dạ, xin chào ạ. Dạ, xin chào Cẩm Nguyên ạ. Chào anh nhạc sĩ, anh Sóc Thanh ạ. Dạ, chào tất cả quý khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, Cẩm Nguyên mới gửi lời chào mình trên fanpage đúng không ạ? Dạ, phải. Dạ. Ngày hôm nay khi mà bên cạnh việc tương tác trên hạ tần số thì mình còn kết nối tham gia cùng với chương trình nữa. Khi tham gia như vậy mình sẽ lựa một câu giọng cổ mà đặc biệt một chút hả?
tại vì từng rồi chị đăng ký nhưng mà không có kịp không giờ. Có được lên tại vì đông khán giả quá rồi từng này mới được gọi tên đó. Dạ. Đăng ký rồi từng rồi lên. Dạ rồi. Với bài gì mình sẽ tham gia chị ơi? À chị tính ca câu 1 trong cái chết đoạn Quân Dương Nhà Thiếp, bữa thầy hơi cao kiến thông cảm nha Cổ Nguyên. Dạ. Vâng, xin mời chị ạ. Thường quang ơi, trước mặt thường quang, thiếp cũng không thẹn thuồng mà thú nhân. Rằng hương sắc này đây đã một lần qua tay ông bướm từ lâu rồi. Châu Nhật thăm ơi, em ở phương nào? Hơn một năm trời anh bỏ đi biển biệt, theo dõi cánh chim bằng em mỏi bắt chờ trông. Anh hẹn em rằng khi trời trở gió sang đông sẽ về đây mà tính chuyện chúng mình. Đại băng giá lâu rồi mà anh vẫn bạc tình, để em đây mỏi mòn buồn theo năm tháng. Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của thính giả Võ Thảo, Võ Hảo khi mà chị đã tham gia cùng với chương trình. Một bài ca thì cũng nghĩ là nó một câu vọng cổ thì nó cũng không có quá nhiều cái để làm điểm nhấn cho cái phần nhận xét đánh giá của ban thẩm định đâu. Nhưng mà với chị lựa chọn một cái bài ca mang màu sắc hơi cổ trang chút xíu, lại mang một cái cảm xúc khác đến với người nghe khi mà nãy giờ thì chúng ta đến với những bài tân cổ hay là những bài kiểu như màu sắc như xã hội vậy. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức phần thể hiện của chú Nguyễn Văn Cường đến từ Hậu Giang ạ. Dạ alo. Dạ, xin chào cô Cẩm Nguyên ạ, anh Sáu ạ. Dạ, con chào chú. Hôm nay dạ. Thì mình sẽ thể hiện bài ca gì đây chú Cường ơi? Ca lại bài xưa xưa bản là Du Kích Dành Đai đi. Dạ, Du Kích Dành Đai. Cứ ca lại bài xưa thôi chú, miễn sao mà mình có thể là cái bài đó là thế mạnh từ giọng ca của mình là được. Dạ. Dạ, con xin mời chú ạ. Xin đạo dưới kép đi. Đêm nay thuyền em vượt sông về vùng đất cháy, chở những người du kích chành đây. Lòng nắng chiều hờn cánh do đi du sông vỗ mãn thuyền. Em thương biết mấy người đi ngày đêm trong gian khổ. Từ phía xa xa bao ta còn gian nổ trận lịa sáng nay ánh lửa tươi. Ôi những gì sao mênh mông trong sáng vô ngần. Đang hé mắt nhìn người du kích dành tay, ngọn gió reo mây nhẹ nhàng lên mái tóc. Nghe mát lòng như nước ngọt dàm quả đông, em đưa nhẹ mái kèo cho thuyền lướt sông. Mát lòng nghe lâng lâng ôi những gì sao có trong ngô đùa nhảy múa. Con xin được chúc mừng phần thể hiện của
chú Cường khi mà kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay với bài giọng cổ mà chú thể hiện là Du Kích Dành Đai. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với những vị thính giả tiếp theo qua số tổng đài, thì xin kết nối cùng với phần thể hiện đặc biệt, phần song ca của chị Kim Oanh cùng với một thính giả Nguyễn Văn Sự đến từ Đồng Tháp, đúng không ạ? Dạ alo. Alo, chị chào Cổng Nguyên nha, chào anh Đàn luôn. Dạ, hôm nay rồi, là chị Oanh sẽ kết hợp cùng với ai đây? Nhạc sĩ Sao Thanh luôn nha. Dạ. Dạ các bạn trên phim bay. Dạ cùng cô thư ký. Dạ. Dạ, xin được kết nối cùng với chị Kim Oanh cùng với chú Nguyễn Văn Sự, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Sự ở Đồng Tháp nè. Dạ. Và ngày hôm nay thì hai người sẽ kết hợp với nhau trong hai câu giọng cổ bài ca nào đây ạ? Bài Yêu Làm mấy em, câu 1, câu 2. Dạ rồi, Yêu Làm 1, 2. Vậy là đào trước hay kép trước ạ? Một nữ vô trước. Dạ rồi, nào? Một đào hai kép. Dạ xin mời ạ. Vào đường yêu một lầm hay là chợt hiểu ra sầu hận chỉ riêng mình. Thôi anh hãy về đi, đừng quanh mặt lại nhìn. Tại tôi ngu dại nên mong yêu lầm nên khổ nên sầu, đâu dám trách hờn ai. Mới ngày nào còn sớm đưa chiều đón, tiếng hẹn câu hò như ớt mặt sông hương. Tại tôi ngu khờ nên tin họ thủy chung, tại tôi dại dột nên bây giờ chịu khổ. Đành lỗi hẹn thề, kẻ buồn bã quay đi, người mắt lệ đầm đìa. Đôi ngã chia ly ai cũng khổ, còn trách hờn cay đắng nhau chi. Tình chúng mình giờ chỉ đẹp phút giây, hãy nói hết đi những lời nghẹn ngào tâm sự. Rồi mai đây đường đời chia hai ngả, muốn tao cùng nào được đâu em. Xin được chúc mừng phần thể hiện của chị Oanh cùng với chú Sự, hai giọng ca, một giọng ca đến từ Tây Ninh và một giọng ca đến từ Đồng Tháp, đã có sự kết hợp rất là ăn ý với nhau trong bài giọng cổ Yêu Lầm. Xin cảm ơn hai vị thính giả kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giọng ca nào đây ạ? Xin gửi lời chào đến chú Phan Bách Thắng ạ. Trời ơi, những chú chào Cổng Nguyên ạ, chào chú Sóc Thanh nha. Dạ, con chào chú. Hôm nay sẽ mang đến một câu giọng cổ đặc sắc nào đây chú ơi? Nga, trời nắng nóng quá, giờ đem hơi lạnh về cho nó mát, cho nó dịu chút. Là gì đây ạ? Bài Tiết Lạnh. Dạ, con xin mời chú với Tiết Lạnh ạ.
cũng chẳng mong mơ quyền quý cho ai khiến suy chi hồ tan keo gã cho dân cho ta đôi người đôi ngã mắt niềm riêng thương nhớ con không. Tâm ca mịt mùng trao qua không nở mùa xuân không hẹn đến cho cuộc đời dằn dặt ngay một mùa đông không có em đất trời như băng giá gió sớm chưa về mà lòng lạnh cô đơn ân ở bước này mà đầu gửi muôn phương ơi cô nhân ơi nơi trời ta có không xin chúc mừng phần thể hiện của chú Phan Quách Thắng và Cẩm Nguyên nhớ lại cái câu mà anh Trường Giang chia sẻ. Mình cảm thấy tự nhiên mình mình rất là mắc cười. Nãy anh Giang nói là nó biết sao số nào anh tham gia, ai em ca hay chứ. Rất là khó luôn. Đúng là số nào anh Giang tham gia ai em ca hay hết trơn á. Giờ là ít nhất mình cảm giác là những thính giả đầu tiên là chúng ta cũng hả phải gà rà ức ước được là khoảng 4 người ca, gọi là nổi bật rồi đó. Trong đó là có giọng ca của chú Thắng vừa rồi cũng như là anh Trường Giang nữa. Rất là cảm ơn chú một lần nữa kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca tiếp theo của vị thính giả nào đây ạ? Dạ alo. Alo Thúy Kiều, chào Cẩm Nguyên nha, chào anh Sáu, Nhật Công và chào tất cả bạn bè trên sân bay nha. Dạ Cẩm Nguyên, chào Thúy Kiều ạ. Ngày hôm Thúy Kiều xong ca với một người mà một người đó điện qua cũng được thôi. Giờ Thúy Kiều ca nghịch nha, ca một câu ha. À, ca một mình là do mình kiếm người xong ca nhưng mà giờ điện qua không được. À, mình điện sẽ thể hiện một được câu giọng cổ trong bài nào đây ạ? Thúy Kiều ca câu giọng cổ trong bài... không biết bài nào đứng vĩnh hết trơn, đang chờ đợi cái bài đó mà mình chờ cũng được. Bài gì? Cung đàn mới đi ha, Thúy Kiều ca ăn câu đi ha. Cung đàn mới hen. Rồi. Dạ xin mời ạ. Suối rè rừng núi ơi dạt dào chim chờ rau tung cánh bay cao dây chào mùa xuân vui khắp trên buồn là mùa xuân vui khắp trên buồn là rừng thương núi nhớ tiếng nhạc đàn chân dội theo ta đó mà bước người đi dời dời mấy phương trời không hẹn không giao sao nắng đợi tiếng ai bước qua lòng suối nhỏ ngỡ mưa đầu mùa về tươi mát rừng xanh em lấy lá che gió chiều hỏi ta xác anh về nhà chắc cũng vui con gọi chân đông đưa như đàn em nhỏ nô đùa ấm mát trong mưa đôi má tròn chín đỏ ừ.
Ai dạ. À, xin được cảm ơn phần thể hiện của tính giả Thúy Kiều, và chúng ta cũng có thể nghe rất là rõ là cái phần kết hợp giữa giọng ca với tiếng đàn thì nó không có được hợp nhau. À, hai người chưa hiểu ý nhau rồi. Hiện tại thì đối với thính giả Thúy Kiều thì đang tìm một giọng ca gọi là đồng điệu với mình để song ca, nhưng mà không có, cho nên cũng hơi lính quýnh chỉ lựa chọn bài cung đàn mới. Nhưng mà thật ra là gấp gáp chút xíu cũng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng sao. Chị nghe chưa rõ dây để vào. Lúc đầu thì cũng thấy hơi bất an, sau đó có một đoạn vào, nhưng mà đến khi giờ giọng cổ thì không có thể nào vào chung với đàn luôn. Rất là khó. Và Cống Nguyên cũng chia sẻ đó là các thính giả chúng ta khi mà kết nối là kết nối qua radio đã khó nghe tiếng đàn rồi, cho nên là mình phải nghe thật là kỹ. Mình nghe thật là kỹ, mình hãy bắt đầu ca. Chương trình sẵn sàng chờ đợi với tất cả mọi người thôi ạ. Vâng, chia tay với thính giả Thúy Kiều thì mình sẽ kết nối cùng với thính giả Đức Thành. Dạ, alo. Alo. Anh Đức Thành chào Cổng Nguyên với chào anh nhạc sĩ anh Sáu nha. Dạ, xin được gửi lời chào anh. Ngày hôm nay thì anh Đức Thành này là lần thứ mấy kết nối cùng với chương trình rồi ạ? Thôi anh lâu quá bị ta lấn ra ngoài không, anh không được vô em ơi, lâu lắm rồi không hát ra gì đâu. Dạ, đó cho nên là Cẩm Nguyên thấy cái tên kết nối cũng là chắc ngày xưa quen lắm nhưng mà bây giờ trở nên xa lạ rồi. cả năm hơn năm anh có đăng ký ca em. Dạ, trở lại thì anh sẽ lựa chọn một câu giọng cổ trong bài nào đây? Anh ca một câu trích đoạn trong Đêm Lạnh Chùa Quan em, câu 1. Dạ. Rồi, dạ xin mời anh ạ. Nghe trong Cẩm Nguyên anh nói chuyện Cẩm Nguyên nghe trong không? Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa với mùa thu cũ. Chắc chiêu dòng nước nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ từ bao giờ. Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời. Tình yêu ấy không còn lưu giữ được, bận biểu làm gì chi buồn bã tim thôi. Bảo tiên ơi, em còn có quê hương Mông Cổ với cát vàng sa mạc hoang vu. Anh còn đồng cỏ Trung Nguyên yêu mến, trôn chặt muôn đời với bên nước phù sa. Dạ, cái này là chắc là vắng đi một thời gian để nhường lại cho những thính giả khác tham gia, chứ anh tham gia là anh vào liên tục vì những người khác không vào được thì cũng bắt đầu nản. Anh xin được cảm ơn anh Đức Thanh rất là nhiều kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một phần thể hiện của thính giả đến từ Hậu Giang, Phạm Văn Thắng. Xin chào bạn. Dạ, em chào chị Cẩm Nguyên, chú Sáu ạ. Hôm nay Thắng sẽ lựa chọn bài ca nào tham gia cùng với các cô chú anh chị đây? Kim xác cái giọng cổ số 6 trong bài hát Thương Về Quê Ngoại của tác giả Quỳnh Thanh Tấn á chị. Cũng như anh nói lỗi, kem vô câu giọng cổ, kem xuống câu số 6 á. Rồi, bạn cứ ca đi chú 6 theo ha. Dạ. Rồi, xin mời bạn. Xa cách lâu rồi tôi trở về đây, quê ngoại thân yêu nằm bên bờ sông nhỏ. Dòng sông ấy khi tôi còn thơ dại, theo bạn chèo xuồng đi với lục bình trôi.
con lớn con chưa kịp đành đáp công ơn thì phải ra đi theo tiếng quê hương dậy gọi. Ngoài lại tiện đưa bên gốc dừa cao năm cổ ơi anh mắt thân thương sao còn sống mãi chồng còn chồng suốt dầm quân hành. Những buổi chiều về trên miền biên giới xa xôi khuôn luôn hương mắt dõi trông về quê ngoài nhớ cây cầu tre bắc qua nhà thêm bay ngoài yêu rồi chắc qua to lắm ngoài ơi và hàng cao bên nhà mỗi lúc một cao ngoài sao hai khi lưng còng theo tê năng con dần ước cao một ngày con về phép hai dần trái cao tươi để dân ngoài ăn dầu nhưng con về thì lúc ngoài vừa đi con dần thấy ngoài đứng trước sân dậy rồi ngoài ơi ngoài đã xa rồi quê ngoại chọn đời con gì khác trong tim. Xin được chúc mừng phần thể hiện của Thắng ngày hôm nay thì giọng ca của Thắng tiến bộ rất là nhiều đó, xin được chúc mừng bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với Thắng để kết nối cùng với cô Châu Thị Dự đến từ Vĩnh Long. Dạ con chào cô. Cô Châu Dự xin chào Cẩm Nguyên. Dạ xin chào chú Sáu nhạc sĩ. Hôm nay dạ, thì xin chào cô Dự. Dạ. Hôm nay thì cô Dự khỏe hẳn chưa cô? Dự khỏe. Dự quá thì tự điểm về chạy với trời cho kịp dạ. Dạ, đi đâu cô? Đi tự điểm á, tự điểm tài tử. Đi tham gia mấy câu lạc bộ tài tử hen. Dạ. Rồi hôm nay cô đến với một cái câu lạc bộ tài tử nho nhỏ của Đại Hậu Giang, tài tử Việt Dường. Dạ. Cô sẽ tham gia một câu giọng cổ với bài nào đây ạ? Cô Dự sẽ hát bài câu 1 của bài Lan và Điệp. Câu 1 rồi cô Dự sẽ chắc phải dạo một chút xíu nhạc chắc được thôi Cẩm Nguyên. Dạ Lan và Điệp, dạ dạo cho cô một xíu đàn nha. Dạ đúng rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đến thành bài ca còn lấy Điệp vui như bóng trăng say đắm bên Lan đang bóng hoàng thương yêu vô vàng quyền thề non nước sẽ không hề lìa xa đi bởi mai anh lên chuông thành đô của nhà sẽ rực rỡ cho nên đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ đi đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà chốn đô thành này xa qua cám dỗ Điệp đừng để lòng xa ngã bên ta đây chút phiền món từ lâu em dành dùm trao anh làm lỗ phí đường xa mai mốt đây chỉ danh phần ngỡ ràng tình chớ phu vàng tình xưa duyên cố hết cũng nghe. Đúng là có rèn luyện trước đó cho nên là khi mà kết hợp hôm nay rất là êm. Xin được cảm ơn cô Dự kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay
À, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe giọng ca của một người cô nữa, nhưng mà cô này thì đến từ Cần Thơ. Con xin gửi lời chào đến cô Thương. Dạ, con không nhận được tín hiệu của cô Thương rồi, mặc dù là có thấy là có thông báo nhưng mà không có nhận được tín hiệu của cô. Bây giờ Cẩm Nguyên sẽ kết nối cùng với vị thính giả tiếp theo nha. Dạ, alo. Alo. Cẩm Nguyên với chú Sáu chào anh. Chào Cẩm Nguyên với anh Sáu Thanh nha. Dạ, anh Khánh An bữa nay lựa chọn bài ca nào tham gia đây? Anh về Hậu Giang em ơi. Về hen. Có gũ ai về nữa không? Về Hậu Giang nhé em. Rồi, gũ vài người nó về anh nghe. Rồi, để có anh gũ vài người về. Dạ, xin mời anh ạ. Rồi, ca câu 1 nha anh Sáu ơi. Vô giọng cổ anh Sáu ơi. Giang nghe em về với chốn đưa nói ở nào còn bé bồng về với chồng đông đưa với chưa hè kéo kẹt lên tiếng mẹ ồ ở sâu lắng nặng ngân từ dòng sông soi kỷ niệm đời mình về với quê hương bao đời chúng thuê như câu hát ví dầu ai nỡ quên nhau về với xóm làng xưa dẫu còn gian khó mà bồi cùng chia sẻ cho nhau đẹp tình người giữ vẹn trước sau dù ai có đi xa vẫn hoài mong thương nhớ. Dạ, xin được chúc mừng phần thể hiện của anh Khánh An với Về Hậu Giang nhé em. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã lựa chọn một bài ca nói về vùng đất Hậu Giang để tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại kết nối cùng với cô Trần Thị Thương ạ. À. Cô ơi! Rồi, mất tín hiệu. Dạ, anh Trần Quốc Nam thì sao ạ? Alo, xin chào Cẩm Nguyên. Chào xin anh. Chào anh Sáu Thanh. Xin chào tất cả các khán giả trên fanpage một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Dạ, xin chào anh. Ngày hôm nay thì cũng hơi lâu rồi anh Nam mới kết nối lại cùng với chương trình ha. Đúng rồi, bữa giờ buổi tối cũng có việc á Cẩm Nguyên. Dạ. Rồi. Có nghe, có lúc nó nghe lại chứ không có nghe trực tiếp. Dạ. Yeah. Trở lại thì mình sẽ lựa chọn một bài ca ấn tượng chứ ha. Anh chọn câu 1 trong bài Tiền Thắng Tình Thua hả Cẩm Nguyên? Dạ, Tiền Thắng Tình Thua. Cẩm Nguyên cho rằng đây là một câu giọng cổ ấn tượng đó. Xin mời anh thể hiện ạ. Anh vô cửa giọng cổ luôn nha Cẩm Nguyên. Dạ rồi. Dạ. Em mãi thực tế chua cay anh biết phải làm sao để đó. Chết rồi. Vô giọng cổ cái nó đêm. Dạ. Gắt. Dạ đúng rồi. Dạ. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì em nói em chung tình tiền là hư vô xin lỗi em không cần chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng
chuyện tình sao em thì em nói em yêu tiền. Tiền là thiên nhiên chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nghe, em chọn tiền nhé anh. Em ơi thực tế chua cay tôi biết phải làm sao để đối diện với thương đau đành nghẹn ngào ôm hận tôi. Ngày tháng bên nhau trao niềm vui ngắn ngủi em dối giả quay lưng quên hẹn ước bụi ban đầu. Người đổi trắng thay đen bởi cuộc sống muôn màu. Thân gái nhà quê em bước chân vào thế sự đời nghệ sĩ nghèo tôi không giữ được tình yêu. Người ở bên người tôi đêm bước cô liêu ngậm đắng nỗi đau đời quá nhiều giả dối. Em chọn chữ tiền nên bán dội thủy chung. Đạo lý mong lung tiền mới cùng thực tế. À xin hát Nguyên ngày. Dạ xin được chúc mừng anh Trần Quốc Nam. Nhưng mà có vẻ là phần kết hợp của anh với đàn thì nó hơi chinh nhau nhẹ một chút xíu, ảnh hưởng một chút xíu. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối cùng với cô Thương được chưa ạ? Dạ alo. Dạ Cẩm Nguyên đang được kết nối cùng với ai đây ạ? Đang nhận tín hiệu rồi nhưng mà không biết tín hiệu của ai đây nữa. Dạ xin mời thính giả mình lên tiếng đi ạ. Thính giả Nguyễn Thị Diệu Mỹ. Alo. Dạ xin chào thính giả. Nghe con Thảo Nguyên ơi. Dạ. Chào con, chào chào chú Thanh, chào tất cả nha quý vị coi đài. Dạ con chào cô. Với cô thì hôm nay thì quay trở lại cô lựa chọn một câu vọng cổ trong bài nào đây ạ? Tâm sự mộng cầm. Dạ. Rồi con xin mời cô. Rồi chú Sáu ơi lập thơ nha cô Sáu và vô vọng cổ chú Sáu. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Không bán tình duyên ước hẹn thề. Ai mua trăng mà người đem trăng đi bán. Người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Ở trần gian ấy tận chốn cung hằng. Tôi muốn hỏi người điên ai tình cắt tiếng rào hoài bán một trần trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng nghe sương phía nhỏ giọt vào.
Tôi muốn hỏi người đêm mùa giấc dằn căng, nhờ chỉ cỡ chẳng gian âu tôi. Đó, trời con Thảo Nguyên rồi. Dạ, con xin được chúc mừng phần thể hiện của cô Mỹ. Và bây giờ là chúng ta sẽ kết nối cùng với thính giả Trần Văn Liệt đến từ Vĩnh Long ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, xin chào thính giả. À, xin chào Thảo Nguyên, chào chú Sáu. Hôm nay mình lên chương trình lại. Dạ, mình sẽ lựa chọn bài nào đây ạ? À? Mình hát bài... chương trình Lan Gia Điệp 3. À, Lan Gia Điệp 3. À, câu 1 quá, Cẩm Nguyên ơi. Đó, dạ chú rồi, Sáu ơi. Dạ, xin câu mời một, câu 1 chú Sáu ơi. Xin dừng bước cho tôi tắm một người có lội quá dài. Sau chuyện tình yêu gian dở mang nỗi buồn thương, tìm đến thuyền môn vùi chôn tôi xuân thầy. Kìa đầu đường ba công mình lời đất tim này trời góc biên một lần để gặp lại người nàng ngờ rằng tình cũ mai đã thầm buồn bã bỏ đi tình đi có ai tôi gặp nàng dù chỉ một lần để nói lên lòng tiếng tha. Dạ, xin chúc mừng thính giả là Trần Văn Liệt đến từ Vĩnh Long. Và tín hiệu thì chưa có ổn lắm, hơi tín hiệu hơi giặt chút xíu, không biết là ở bên bển thì thính giả của chúng ta có mở lo hay không nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với thính giả đến từ Kiên Giang. Dạ alo. Chú Luân xin chào cái Nguyên, cái Nguyên ơi. Dạ con chào chú. Chú Luân, ngày hôm nay thì chú sẽ tham gia tài tử miệt vườn Hậu Giang với câu vọng cổ trong bài nào đó chú ơi? Cho chú đổi lại trong cái bản quán nửa khuya đi Cẩm Nguyên. Dạ, quán nửa khuya. Dạ rồi. Rồi nói với anh Sáu đàn cho chú câu 1. Dạ rồi. Tôi là người duyên cách cô đơn dần lại sáng tia giữa cánh buồn yêu hát. Quánh mặt nhìn xa sương gây mờ mệt quán lạnh về phía vàng gió cánh trăng. Chán gỗ từng ly kêu ánh mắt lừa rơi đầy mang tâm sự kiếp giang hồ lớn đắng núi cuộc đời dài mở nỗi sầu có phải máu anh sầu vì quê hương đất nước đã trải qua bao mùa chinh chiến cương đau máu hồng nào dương đỏ cá gian cho trường sơn bệnh đau tình trong núi.
Con xin được cảm ơn phần thể hiện của chú. Cảm ơn chú kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Dạ, thời gian tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ kết nối cùng với vị thính giả nào đây ạ? Dạ, Cẩm Nguyên cùng với chú Sáu Thanh xin chào ạ. Tôi tên Hùng. Dạ, thời gian còn lại thì xin kết nối cùng với chú Hùng ở Vĩnh Long đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chú thể hiện bài gì đây chú ơi? Ca tiếng đàn trong một tối á. Dạ, tiếng đàn trong một tối. Con xin mời chú ạ. Trời hồi hộp quá, nhớ không đây nè. Để chờ chút. Hồi hộp quá vậy cô Cẩm Nguyên, không nhớ hoài chứ. Đây là lần đầu tiên mình kết nối hay sao ạ? Dạ đúng rồi. Dạ thì mình cứ bình tĩnh, đã thoải mái. Ca cùng một trong Tần Quỳnh khóc bạn đi. Câu cho bài gì sao quên rồi. Bài nào mình tự tin nhất mình sẽ thể hiện à? Không có gì hết à, mình cứ từ từ thể hiện thôi. Dạ. Dạ. Ta hả con? Dạ. Nghe ông thân dây ca đà thó tội. Từ hồng đào sông em quay ngõ trở về đây. Kìa, gió pháp trường các bụi mù bay. Quân đao phổ sắp ra tay. Hành quyết quang vang ai đã anh cản phân. Đừng giết quang một trang hào kết. Nghe lời anh tình thâu bao la thầm. Thôi rồi một lời gom cho đà đức mạng anh hùng. Đơn nhị ca còn đâu nữa một thời. Quyết dây dùng cho có mặt núi sông. Nhớ khi xưa tài non chỉ ngã em nâng. Dẫu tự tâm dạng nghĩa kim bằng. Thế mà hôm nay ưu yến đôi ban. Giữa pháp trường đành chia tay dính dáng. Dạ, rất là hồi hộp. Cảm ơn chú Hùng đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng là những lần sau mà chú kết nối thì chú sẽ bình tĩnh hơn, tự tin hơn và thể hiện trọn vẹn hơn nữa bài ca của mình. Với giọng ca này là giọng ca rất là nặng ký. Con mong là những lần sau là chú sẽ thể hiện tốt hơn nữa ạ. Vâng, quý khán thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức những giọng ca của các khán giả trong chương trình Tài Tử Miệt Trường tối đêm nay. Và ai sẽ là người chiến thắng chúng ta sẽ cùng được biết ở số tiếp theo. Còn bây giờ, Cẩm Nguyên, chú nhạc công Sáu Thanh và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả.